Buồn của mẹ là gì ta? Biết tặng gì cho mẹ bây giờ? Áo của mẹ sờn dai rồi, mua cho mẹ một cái đầm mới đi chứ hả? Thôi đi, cái đầm nhìn sến còn chết hả? Dạo này da mẹ bị hư, mua cho mẹ à mỹ phẩm đi. Được. Thôi đi ông ơi. Trời đất ơi, bây giờ đỉnh nhất là sao? Là phải rước trai mang dâu cho mẹ mới gọi là đỉnh của chóp. Đỉnh cái gì mà đỉnh? Ế trọng ế trơn, người không có dắt về mà đỉnh cái gì? Nghe tôi nói nè, theo như tôi thống kê bữa giờ, mẹ gọi video rất nhiều để tám chuyện. Chưa hết nha, mẹ còn xem cải lương đi giải trí nữa. Vậy còn chần chờ gì nữa, mua cho mẹ một chiếc điện thoại ngay đi nào. Được. Nhưng mà biết chọn loại nào bây giờ? Nhắc đến điện thoại thì chỉ có thể là thế giới di động. Ngày của mẹ mà tặng điện thoại thì con gì bằng. Chọn Samsung đúng gu công nghệ cho mẹ tha hồ trải nghiệm. Samsung Galaxy A52 5G. 5G nhanh sững sờ, cực đã ngàn trải nghiệm. Độc quyền tại thế giới di động, luôn có một chiếc điện thoại Samsung Galaxy đúng gu tặng mẹ.